Xin kính chào tất cả các bạn. Tôi thấy các bạn vỗ tay là tôi sợ lắm. Sợ là bởi vì một lát nữa thì có khi các bạn lại thất vọng. Vỗ tay hoan hô ông ấy mà ông ấy nói nghe mệt quá thì đâm ra chán. Lại sợ nữa là bởi vì hôm nay tôi lọt vào hang cọp. Lý do là bởi vì linh mục hay tu sĩ nào, giáo dân nào thì cũng gắn bó với thánh thể thôi. Thế nhưng các cha, các sơ dòng thánh thể thì phải gọi là chuyên gia về thánh thể. Vậy mà tôi lại được gọi đến đây để nói chuyện với các bạn trẻ về đề tài thánh thể mà vẫn dám đến đó. Thì theo kiểu Đức Hồng Y hay nói là điếc không sợ súng. Nói trước như vậy để xin các bạn vừa nghe vừa cầu nguyện cho. Rồi hy vọng là không những chỉ lắng nghe nhưng chúng ta còn có những giây phút trao đổi và hội thảo. Thì hai bên trao đổi với nhau hy vọng là có nhiều điều sẽ sáng hơn. Thưa các bạn, hôm nay tôi được mời đến đây để nói chuyện với các bạn về đề tài mà có lẽ trong tờ giấy ai trong chúng ta cũng có. Đó là thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ. Đề tài này được rút ra từ tông thư của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Cái tông thư mang tựa đề bằng tiếng Latin là Mane Nobis Cum Domine, có nghĩa là lạy Chúa xin ở lại cùng chúng con. Dĩ nhiên đây là một đề tài rất là hấp dẫn, và về mặt thần học, về mặt giáo lý thì sâu sắc lắm. Thế nhưng khi tôi bắt đầu suy nghĩ để tìm cách khai triển đề tài này mà chia sẻ với các bạn thì tôi cảm thấy có nhiều nỗi băn khoăn. Mà nỗi băn khoăn lớn nhất của tôi đó là thế này. Bây giờ nếu tôi dựa vào cái tông thư của Đức Giáo Hoàng để thuyết trình cho các bạn về đề tài, đưa ra những lý luận chứng minh thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ thì cũng được thôi. Cũng có thể làm được thôi. Nhưng mà tôi tự hỏi là không biết nếu tôi làm như vậy đó thì có giúp các bạn cảm nhận thêm được một chút nào Chúa Giêsu thánh thể gần gũi với cuộc đời của mình. Hay là tôi chỉ giúp các bạn tăng thêm một số kiến thức về thần học, về giáo lý, về kinh thánh rồi thôi. Đấy là nỗi băn khoăn lớn nhất. Thành thử ra, tôi xin đề nghị một cách tiếp cận khác, cũng là đề tài này, nhưng mà chúng ta tìm một lối tiếp cận khác. Thế, tôi muốn mời các bạn cùng suy nghĩ với tôi về một điều rất quen thuộc, đó chính là đức tin của mình. Đức tin. Mình nói thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin mà. Thế bây giờ đức tin là cái gì? Có một điều rất lạ nhé. Là có những từ ngữ mà tất cả chúng ta quen thuộc và sử dụng nhiều lần. Chẳng hạn như là tình yêu. Chẳng hạn như là đức tin này. Chẳng hạn như là hạnh phúc này. Nhưng mà bây giờ nếu bảo hỏi tình yêu là gì, đức tin là gì, hạnh phúc là gì, thì có lẽ là mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Đúng không? Thế chính vì thế, để có thể nói được về thánh thể như là nguồn nuôi dưỡng đức tin, thì tôi muốn mời các bạn suy nghĩ lại coi. Thế đối với mình là một Kitô hữu đó, thì đức tin là cái gì? Ta thử lấy một ví dụ để minh họa cho cụ thể. Đức John Paul Đệ Nhị qua đời. Rồi ai cũng mong chờ và dự đoán xem đâu là vị giáo hoàng mới. Cuối cùng chúng ta cũng có Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16.
một nhà thần học lỗi lạc trong thời hiện đại của giáo hội. Thế thì trong bài giảng lễ đăng quang của Ngài, Ngài giảng một bài hết sức là xúc tích, và đặc biệt là phần kết của bài giảng, Ngài dành trọn vẹn để nói với giới trẻ. Ngài nhắc lại cái câu của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà tất cả các bạn đều nằm lòng. Đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Và sau đó Đức Tân Giáo Hoàng nói nguyên văn như thế này này: hôm nay với tất cả xác tín và sức mạnh dựa vào kinh nghiệm bản thân lâu dài của cha, chàng muốn nói với các con điều này. Đừng sợ Chúa Kitô. Chúa Kitô không lấy đi của các con bất cứ điều gì, nhưng trái lại, Chúa Kitô ban tặng cho chúng con mọi sự. Rồi Ngài nói tiếp: khi chúng ta cho đi chính bản thân của mình, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm. Đúng như thế, hãy mở và hãy mở cho thật rộng cánh cửa cho Chúa Kitô, và các con sẽ gặp được sự sống đích thực. Nguyên văn Ngài nói như vậy. Nói một cách vắn tắt thế này: nếu các bạn và tôi tin vào Chúa Kitô đó, thì chúng ta không có mất gì hết, mà chúng ta được hết tất cả mọi sự. Đức Giáo Hoàng nói như thế. Bây giờ tôi xin phép hỏi các bạn là ai trong các bạn thực sự xác tín là khi tôi tin và theo Chúa Kitô, tôi không mất gì hết mà tôi được hết tất cả mọi sự? Ai thực sự dám xác tín như thế, giơ tay tôi coi thử coi. Có 2 người, có 3 người, có 4 người, ở dưới kia thêm một số cánh tay nữa. Ai thực sự mà dám xác tín là mình tin vào Chúa Kitô là mình không mất nhưng mà mình được hết mọi sự? Cảm ơn. Nếu mà tính số cánh tay giơ lên thì chắc được 5%. Mà điều đó là thực tế. Đức Giáo Hoàng và một số bạn trẻ ở đây khẳng định như vậy, là nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi không mất gì nhưng tôi được hết mọi sự. Thế nhưng trong thực tế, rất nhiều người trẻ, và có thể có tôi ở trong đó nữa, cảm nhận một cách rõ ràng là khi ta tin vào Chúa Kitô, ta đi theo Ngài, thì ta mất nhiều lắm, mất nhiều lắm. Thử lấy một vài ví dụ. Chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc trở thành chuyện thường ngày. Kể cả trong những môi trường đẹp đẽ nhất là nhà trường, là bệnh viện, mà gọi là nhà thương đó, cũng có chuyện gian dối và lừa lọc. Sinh viên với học trò ngày nay đi học là quay cóp kịch liệt. Đến cả các bậc giáo sư nữa mà báo chí cũng đăng, nào là bằng giả, nào là học vị không thật. Các thầy mà cũng như vậy. Một cái môi trường xã hội mà gian dối và lừa lọc đã trở thành chuyện cơm bữa. Thế thì trong một cái môi trường xã hội như vậy, mà nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được cái gì hay là tôi mất? Nếu tôi tin vào Chúa Kitô thì tôi được mời gọi để sống trung thực và ngay thẳng. Nhưng nếu tôi sống trung thực và ngay thẳng đó, thì tôi được cái gì? Hay là tôi mất hết? Tôi sẽ nghèo rớt mùng tơi, cả đời không ngóc đầu lên được với ai. Được cái gì? Hay mất hết? Các bạn hỏi thử mình coi. Chúng ta cũng đang sống trong một môi trường xã hội mà những hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là đối với các bạn trẻ, rồi thì cái gì cũng ôm hết, xe ôm đã là một chuyện, rồi bia cũng ôm nữa, rồi cà phê cũng ôm nữa, riết để đi lễ cũng lễ ôm nữa.
À, thật, lễ ôm là có thật. Hai anh chị đậu xe ở xa xa ngoài kia, em đằng trước, anh đằng sau, vừa dự lễ vừa ôm, lợi cả phần hồn lẫn phần xác. Chuyện đó là có thật. Thế trong một cái bối cảnh xã hội như vậy đó, thì tin vào Chúa Kitô bạn được cái gì hay bạn mất hết? Tin vào Chúa Kitô là bạn được mời gọi sống thanh khiết tự trong tâm hồn. Mà bạn sống thanh khiết như vậy thì bạn mất hết, uổng cả cuộc đời. Bao nhiêu là thú vui, không biết mùi ngã gì cả. Đúng không? Cho nên, nói thì dễ chứ còn thực tế đó, tôi rất là chân thành với các bạn trẻ trong cái chuyện này. Thực sự là chúng ta cảm nghiệm bằng chính cuộc sống của mình. Khi mình tin, khi mình theo Chúa Kitô, mình thấy mất mát nhiều quá, chứ còn được thì chả biết là được cái gì. Tại sao vậy? Tại sao mà Đức Giáo Hoàng thì cũng tin vào Chúa Kitô, mà Ngài thì khẳng định rằng nếu chúng con tin vào Chúa Kitô, chúng con không mất gì hết, mà chúng con được hết mọi sự. Đang khi đó thì nhiều người trẻ chúng mình tin vào Chúa Kitô mà mình chỉ cảm nhận rằng tôi mất nhiều quá mà chả được cái gì cả. Lý do tại sao? Có sự khác biệt. Có thể có nhiều lý do, nhưng mà riêng tôi muốn chia sẻ với các bạn cái lý do này. Đó là khi chúng ta nói đến chuyện được hay là mất, là chúng ta dựa vào thang giá trị. Cái từ này rất là quen thuộc. Khi người ta nói đến thang, các bạn tưởng tượng rằng cái thang có nhiều bậc. Có bậc ở trên, có bậc ở giữa, có bậc ở dưới. Bây giờ thang giá trị là cái thang đó có những giá trị nó ở bậc cao, có những giá trị trung bình và có những giá trị ở bậc dưới. Thế thì khi các bạn và tôi nói đến chuyện được hay là mất đó, thì tất cả chúng ta dù nói ra hay không nói ra, ta đều dựa vào một thang giá trị nó đang có trong tâm trí của mình, trong cuộc đời của mình, và mình dựa vào đó để phán đoán thế này là được, thế kia là mất. Không biết các bạn có tiếp thu cái điều mà tôi vừa mới chia sẻ ngay bây giờ được không? Nhưng mà giả như chưa đó thì đêm hôm nay thử nghĩ coi xem có đúng không? Tất cả những chọn lựa và quyết định của các bạn nó đều âm thầm dựa vào thang giá trị của đời sống. Có những người mà trong thang giá trị của họ thì tiền bạc này, địa vị này, chức quyền là giá trị lớn nhất. Và vì những giá trị đó, vì những ham muốn đó, họ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện. Sẵn sàng gian dối, sẵn sàng lừa lọc, sẵn sàng chà đạp người khác, kể cả giết người, miễn sao thật nhiều tiền, bảo đảm địa vị, bảo đảm chức quyền. Đối với những người đó, cái mà gọi là tình yêu đó, nó là bậc thang cuối cùng. Nó là chuyện không tưởng. Nó là chuyện của những kẻ hèn kém, hèn nhát, cho nên mới nói đến tình yêu, chứ còn đối với họ là không. Đồng thời lại có những người mà trong thang giá trị đời sống của họ thì hưởng thụ, thỏa mãn đòi hỏi xác thịt là số một, bậc thang cao nhất, và tìm mọi cách trong mọi hoàn cảnh miễn sao để thỏa mãn cho bằng được thì thôi, bất chấp đạo lý, bất chấp bình an, bất chấp hạnh phúc của người khác, miễn sao tôi thỏa mãn cho tôi. Đối với những người đó thì lời mời gọi thanh khiết của Chúa Giêsu và của tin mừng là zero, không có trong thang giá trị của họ, chứ đừng có nói là bậc thang cuối cùng. Các bạn thấy không? Đang khi đó,
Nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì làm sao? Nếu bạn thực sự tin vào Chúa Kitô đó, thì Thánh Phaolô nói thế này này, là bạn hãy mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có nghĩa là bạn hãy mang trong đời mình thang giá trị của Giêsu. Những cái chọn lựa và phán đoán trong cuộc đời của bạn phải dựa trên thang giá trị có tên là Giêsu. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị tinh thần như là tình yêu, là sự công bằng, sự hiền hòa, khiết tịnh là những giá trị cao quý hơn vật chất. Cái thang giá trị mà ở đó những giá trị liên quan đến sự sống vĩnh hằng nó quan trọng hơn là sự sống trần thế. Nó khác lắm. Chính dựa trên thang giá trị đó đó mà Đức Giáo Hoàng mới có thể nói với các bạn trẻ rằng khi các con theo Chúa Kitô, các con không mất gì hết, mà trái lại các con được hết tất cả mọi sự. Cho nên nếu ta hiểu tin vào Chúa Giêsu Kitô là như thế đó, là mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa, là mang trong cuộc đời của mình thang giá trị của Chúa, thì các bạn sẽ thấy rằng hóa ra đức tin không phải là chuyện đùa. Đức tin là một thách đố lớn chứ không phải là chuyện đùa. Và sống đức tin không phải là chuyện dễ dãi đâu. Các bạn có thể nói với tôi là tôi đi học giáo lý thấy các cha dạy đức tin là một ân huệ mà. Ân huệ Chúa ban thì tôi chỉ lãnh nhận thôi. Chúa ban cho ai nhiều thì người đó nhận nhiều. Chúa ban cho ai ít thì người đó ít thôi. Bạn nói đúng. Nhưng mà đúng có 50% thôi. Là vì thế này. Đúng, đức tin là ân huệ Chúa ban thật. Nhưng mà xin bạn đừng quên, đó không phải là thứ ân huệ rẻ tiền, mà là thứ ân huệ đắt giá. Thứ ân huệ được mua bằng giá máu của Chúa Giêsu trên thập giá, chứ không phải là ân huệ rẻ tiền. Không chỉ được mua bằng vàng 3 số 9 đâu, ăn thua quái gì. Mua bằng giá máu của con Thiên Chúa. Cho nên ai nhận lãnh cái ân huệ đức tin đó đó, thì người đó cũng được mời gọi để sống một đức tin đắt giá, chứ không phải là một thứ đức tin rẻ tiền. Bạn cũng có thể nói với tôi rằng là tôi tin Chúa, tôi chịu khó tôi đi lễ mỗi tuần một lần, lễ Chúa Nhật, rồi mỗi năm tôi đi xưng tội một lần, thì là đủ rồi. Lại đúng nữa, nhưng mà cũng chỉ mới có đờ mi thôi, 50% thôi. Là bởi vì bạn đừng quên rằng là khi bạn đến nhà thờ để dâng thánh lễ Chúa Nhật đó, nó không phải chỉ là cái nghi thức mà mình phải làm cho nó xong. Có một lần tôi đến thăm một gia đình công giáo nhé, vào buổi chiều Chủ Nhật. Tôi vừa mới vào ngồi ghế một chút đó, thì ông chủ nhà ông nói với tôi bảo xin lỗi cha, cha đợi con chút xíu con về. Ông ấy đi đâu chừng 15 phút ông về. Ông bảo thôi cha xong rồi, giờ nói chuyện thoải mái. Các bạn biết đi đâu không? Đi lễ. Đi lễ. Không biết là ông ấy cắt đầu cắt đuôi thế nào mà 15 phút là ông xong rồi. Đi lễ. Đầy đủ bổn phận nhé. Lên trên đàn cả giường lẫn chiếu, không ấy này nhé. Thánh lễ Chủ Nhật của mình đâu có phải như vậy. Thánh lễ Chủ Nhật đâu có phải là cái chuyện nghi thức mình phải làm cho nó xong. Mà thánh lễ Chủ Nhật chính ra nó phải là đỉnh cao của một tuần lễ sống. Tôi đem đến nhà thờ cùng với anh chị em tôi, tất cả con người, tất cả niềm vui nỗi buồn, tất cả âu lo và hy vọng, tất cả đau khổ và sợ hãi của tôi đến nhà thờ dâng cho Chúa. Và đồng thời cái thánh lễ đó nó cần phải trở thành suối nguồn cho một tuần lễ mới.
Nó trở thành suối nguồn cho một lối sống mới có tên là lối sống Giê-xu. Cho nên nếu mà bạn lý luận như vậy thì tôi bảo là đúng, nhưng mà mới chỉ có 50%. Cái trước khi mà nói chuyện thánh thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của giới trẻ, thì tôi muốn mời các bạn nhìn lại cái điều cốt lõi nhất là đức tin của mình. Xem là mình suy nghĩ về đức tin đó làm sao, mình quan niệm về đức tin đó thế nào, và mình sống, mình thể hiện đức tin đó trong cuộc sống hàng ngày của mình ra sao. Các bạn đồng ý với tôi về nội dung đức tin Kitô giáo là như thế đấy, không phải là chuyện đùa, mà là một ân huệ đắt giá chúng ta được mời gọi để đón nhận và sống đó. Thì bây giờ ta mới có thể hỏi nhau rằng, thế thì làm thế nào? Làm thế nào để thánh thể thực sự trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình? Cái kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nó bé bỏng lắm, cho nên tôi thấy cách tốt nhất là trở lại với thánh kinh thôi. Và vì thế, nếu tôi không lầm thì mỗi người trong các bạn đều có một tờ giấy, trong đó có một bản văn tin mừng theo thánh Luca, có không? À, các bạn có trong tay cả. Thế thì bây giờ tôi mời các bạn cùng đọc với tôi bản văn tin mừng ấy. Cái bản văn nó đúc kết kinh nghiệm của cộng đoàn giáo hội về Chúa Giê-xu Thánh Thể là nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của chúng ta. Một cách trang trọng hơn, mời tất cả cộng đoàn ta đứng lên để cùng đọc trang tin mừng này. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Luca. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy ra nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ,
Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem. Những người này bảo hai ông: Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài đốm thước trang hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đừng chân ân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hót đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời. Mời các bạn ngồi. Thế theo các bạn phỏng đoán thì hai ông môn đệ trong câu chuyện vừa rồi khoảng bao nhiêu tuổi? Khoảng bao nhiêu tuổi? 50 không? À không à? Mấy chục? À 20 tuổi? Hơn 20? Chắc không? Tôi cũng không biết là bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn đó là hai môn đệ này cũng giống như nhiều môn đệ khác của Chúa Giêsu vào lúc bấy giờ là những người trẻ. Chúa Giêsu nhà mình trẻ lắm. Lúc mà Ngài chịu chết trên thập giá cứ bình thường mà nói thì mới có 33 tuổi. Tôi giờ đã 53 rồi. Ngài mới có 33 tuổi. Thì các môn đệ của Ngài còn trẻ lắm, ý như các bạn phần lớn ở đây, những người trẻ. Và cũng giống như các bạn vậy, hai môn đệ này đặt trọn niềm tin, trọn niềm hy vọng và tất cả nhiệt tình của mình vào Đức Giêsu, vào tin mừng của Ngài. Nhiệt tình lắm nhá, là bởi vì dám dã từ cả làng quê, không biết là đã có vợ chưa nữa, dã từ làng quê với bao nhiêu mối quan hệ thân quen đầm ấm ở đấy để đi theo Chúa Giêsu, một nhân vật mà tự xưng là con chồn có hang, con chim có tổ, còn tôi thì không có chỗ dựa đầu, cứ lang thang vậy thôi, ngày này qua ngày khác đi hết làng này sang làng nọ, thành này sang thành kia. Dám dã từ một cuộc sống yên ổn như thế để đi theo Đức Giêsu, nghe Ngài giảng dạy, rồi sống khắc khổ như Ngài vậy, nhiệt tình lắm chứ. Ấy thế mà đức tin của các ông cũng có một lúc nào đó nó lung lay tận gốc rễ. Nhiệt tình nó vơi cạn đến nỗi là kiệt quệ. Nó thể hiện qua nét mặt. Người khách bộ hành người ta chỉ thoáng thấy có một cái đã đến hỏi là: Nói năng gì mà buồn dữ vậy? Các bạn có bao giờ mà buồn đến cái độ mà đi ngoài chợ người ta cứ nhìn thấy cái nét mặt đã bảo cái cô này đang thất tình không? Có không? Chắc lúc đấy là nguy lắm rồi đó. Tin tưởng và nhiệt tình như thế mà rồi đến lúc đức tin xem chừng lung lay tận gốc rễ,
và nhiệt tình với cảm. Nhưng mà câu chuyện này có cái hay này. Câu chuyện Thánh Luca là đúng là một nhà văn độc đáo. Mới mở đầu câu chuyện đó là những bước đi xem chừng nó nặng trĩu, nó buồn phiền, nó xuôi về vùng quê. Alo, 1, 2, 3, 4. Tại vì cha đi về miền quê cha kéo cái dây nó đứt đấy trời. Ê, thì tôi đang nói dở chuyện với các bạn đó là ông Thánh Luca ông mô tả câu chuyện là hai môn đệ bắt đầu đi về Emmau mà buồn phiền lắm. Nhưng mà kết thúc câu chuyện đó thì nó quay ngược 180 độ. Là ông không có đi về Emmau nữa mà ông đi trở lại Jerusalem, mà đi trong hớn hở, đi trong vui mừng, đi trong phấn khởi, đi trong hy vọng. Nói theo kiểu mình vẫn nói là một câu chuyện có hậu. Nhưng mà nếu ta đặt câu hỏi là cái gì đã làm nên sự biến đổi đó, thì câu trả lời là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, và ngày hôm nay là Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở trong cuộc đời của các bạn, mình gọi là người Công giáo, là Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, tôi hỏi thật nhé, có bao giờ các bạn chán nản đến độ là không muốn đến nhà thờ nữa không? Ai mà chưa có thì chắc phải làm hồ sơ để phong thánh. Ở trong cộng đoàn chúng ta hôm nay có cả một số khuôn mặt tu sĩ nữa. Tôi cũng dám hỏi ngay cả các tu sĩ đó nữa. Thế thì trong cuộc đời các sơ cho đến bây giờ, đã có lúc nào mà sơ cảm thấy chán nản đến độ là muốn cởi áo ròng không? Cái này chỉ có trả lời trước mặt Chúa thôi. Nói ra nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà đấy là thực tế. Không chừng tôi lại hỏi luôn mấy cha ở đây nữa bây giờ. Nó là thực tế. Cuộc sống lòng tin của chúng ta có những lúc mà mình cảm nhận là bị thử thách, lung lay lắm, chán nản lắm, nhiệt tình không còn gì. Và lúc đó ta đọc lại cái câu chuyện này, ta đặt mình vào trong tâm trạng của hai người môn đệ, và ta tự hỏi rằng, thế thì cái gì làm cho họ lấy lại nhiệt tình, lấy lại sức sống của đức tin? Tôi đã nói là kinh nghiệm của tôi nhỏ bé lắm, cho nên tôi muốn dựa vào cái kinh nghiệm của giáo hội. Và khi tôi đọc lại cái kinh nghiệm của giáo hội xuyên qua câu chuyện tin mừng này, ít nhất là có hai điều tôi có thể chia sẻ với các bạn. Sở dĩ mà hai môn đệ đã hâm nóng lại được niềm tin, lấy lại nhiệt tình tưởng như đã mất, đó là bởi vì thứ nhất đó, họ chấp nhận để cho lời Thiên Chúa chất vấn cuộc đời mình và soi sáng cuộc đời mình. Và thứ hai đó là họ chấp nhận để Thánh Thể trở thành lương thực cho mình. Trước hết là họ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn và soi sáng cuộc đời của mình. Rõ ràng là hai môn đệ này tin vào Chúa Kitô, tin lắm và nhiệt tình lắm. Nhưng mà bây giờ thử hỏi rằng, thế họ tin vào Chúa Kitô thì họ nhắm cái mục đích gì? Rất có thể là nhắm mục đích này. Giêsu này nổi tiếng lắm. Một ngày nào đó sớm muộn thôi, Ngài sẽ đánh đuổi quân Roma ra khỏi đất nước chúng ta. Ngài sẽ lên ngôi vua thôi. Và lúc bấy giờ mình là môn đệ thì lạy Chúa thôi, chẳng tể tướng thì cũng thủ tướng chứ còn gì nữa. Phải không? Đấy, hy vọng như vậy đấy. Tin là để nhắm cái đó đó. Và tôi dám nghĩ như thế là bởi vì có rất nhiều trang tin mừng phản ánh cái não trạng đi tìm lợi lộc và quyền chức của các môn đệ Chúa Giêsu. Mà nếu họ tin vào Chúa Kitô để đợi chờ điều đó, thì rõ ràng biến cố thập giá đã xóa tan tất cả. Còn gì nữa đâu. Cứ tưởng ông vinh quang thế nào, cuối cùng bị chúng bắt mà cũng chẳng có làm gì được. Gánh cho một trận đến nơi đến chốn.
Rồi cuối cùng đóng đinh trên thập giá. Người ta cứ thách đố mà có giỏi thì nhảy xuống mà ông không nhảy được. Nằm im. Thôi xong rồi. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Làm gì còn nhiệt tình với lại đức tin ở đấy. Chúa Giêsu chất vấn hai môn đệ. Tôi nghĩ là trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Các bạn cũng giống như tôi thôi. Nếu ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng cách là tham dự thánh lễ, hoặc một lúc nào đó bạn vào ngồi trong nhà thờ một mình tĩnh lặng trước nhà tạm, và bạn chấp nhận để cho Chúa Giêsu chất vấn đời sống đức tin của bạn coi. Có bao giờ bạn chấp nhận để cho Chúa chất vấn mình, hay là mình chất vấn Chúa nhiều hơn? Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ chất vấn chính đức tin của bạn. Con tin vào ta là để con nhắm cái gì? Có phải là con tin vào ta để con mong là đời sống vật chất của mình nó được thoải mái hơn không? Có. Tôi nghĩ một cách nó hơi cay đắng một chút, nhưng mà tôi tưởng tượng giả như một ngày nào đó các cha dòng thánh thể ở đây ra một cái thông báo là nhà thờ Khiết Tâm xin thông báo cho bà con được rõ, mỗi Chủ nhật ai đi lễ ở nhà thờ Khiết Tâm thì đều được tặng 100 đô. Lạy Chúa, từ cái nhà thờ này bảo đảm là không có chỗ chứa đâu cha Long ạ. Không có chỗ đâu. Mỗi lễ 100 đô cơ mà. Và không chừng là sẽ có nhiều người không phải là công giáo mà cũng tha hồ mà đi Hồng Đa từ Sài Gòn xuống đây đi lễ nhé. Tôi tưởng tượng cái chuyện ấy nghe nó có vẻ hơi cay độc. Nhưng mà hỏi thật các bạn nhé. Nếu chuyện đó có thật thì sao? Mà nó lộ ra cái gì? Nó lộ ra cái chuyện là mình tin Chúa, mình đến với Chúa để nhắm cái gì? Thế thôi. Nhắm lợi lộc vật chất thôi. Đấy, Chúa Giêsu chất vấn chúng ta đó. Có lẽ mình không đến nỗi để mà mong được 100 đô đâu. Nhưng mà đôi khi là mình cũng đến nhà thờ để cầu xin Chúa chủ yếu là những ân huệ vật chất. Và khi mà Chúa không gửi tới đó, thì thôi, bye bye, rồi ta đi chùa thôi. Hay là ta đi chỗ nào mà nó thiêng thôi. Có nhiều người Việt Nam thực tế đó, là họ không có tôn giáo nào hết, nhưng mà bất cứ chỗ nào mà nghe nói là thiêng đó là tới hết. Mà chủ yếu là để xin ân huệ vật chất. Hay là chúng ta tin Chúa, để xin Chúa là đấng quyền năng, Chúa lấy quyền năng của Ngài mà bao che cho những việc làm bất chính của mình. Có một anh sinh viên nào tự xưng là công giáo mà vào phòng thi, bắt đầu giờ thi là làm dấu thánh giá, rất là nghiêm túc cầu nguyện để xin Chúa giúp con có quay bài thì giám thị nó không thấy không? Dám lắm à. Có một lần nào đó tôi đọc ở trên báo đó, thấy người ta mô tả có một cái bà ấy đi buôn lậu. Rồi bà ấy khấn với Đức Trần Hưng Đạo, mà bà ấy khấn hay lắm. Xin Ngài cho con đi đông thì về đông, mà đi tây thì về tây. Xin cho công an nó có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm. Nếu mà Chúa của chúng ta lại là đấng để ban cho bà ấy cái ơn đấy thì chắc là... tôi nói thật thì chắc tôi bỏ đạo. Nhưng mà đấy, Chúa Giêsu chất vấn đức tin của bạn đấy. Con tin vào ta nhưng mà để nhắm cái gì? Để nhắm cái gì? Cũng giống như là Ngài chất vấn đức tin của hai môn đệ đi về Emmaus. Mà nếu ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà dám để cho lời của Ngài chất vấn niềm tin của mình, chất vấn chính cái nhiệt tình tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ thì dĩ nhiên là nhiệt tình rồi. Nhưng mà bạn đang dành cái nhiệt tình đó cho cái gì? Bạn dành nhiệt tình đó cho thuốc lắc à? Để mà lắc thật mạnh à? Lắc 2 ngày 2 đêm
vẫn được à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc đua ở ngoài xa lộ để tỏ ra là mình anh hùng à? Bạn dành cái nhiệt tình đó cho những cuộc ăn chơi trác táng à? Để rồi cứ sau mỗi lần như vậy lại thấy con người mình nó hèn hạ hơn, tâm hồn của mình nó lại trống trải hơn, chán nản hơn, buồn phiền hơn. Có phải đấy là nhiệt tình của tuổi trẻ không? Chúa Giêsu chất vấn người trẻ về cái chuyện đó. Đức tin của con, nhiệt tình của con dành cho cái gì? Và đồng thời, khi Chúa Giêsu thánh thể chất vấn đức tin của bạn, thì Ngài cũng soi sáng đức tin đó. Cũng giống như với hai môn đệ trên đường Emmaus vậy, Ngài chất vấn, nhưng mà đồng thời Ngài soi sáng. Ngài dựa vào Kinh Thánh toàn bộ để mà giải thích cho các ông biết đấng cứu thế thật là ai, dung mạo của người là thế nào, con đường nào người phải đi để cứu thế giới này. Đối với chúng ta cũng vậy thôi. Nếu bạn thực sự mà đến với Chúa Giêsu thánh thể, Chúa Giêsu chất vấn bạn nhưng mà đồng thời soi sáng cho bạn để thấy được rằng Ngài là ai và đồng thời mình là ai, mà mình phải sống như thế nào. Thì tôi nghe cái bài giảng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày lễ đăng quang, có một câu làm tôi rất xúc động khi mà Ngài nói rất mạnh thế này này: thế giới này không được cứu bởi những kẻ đóng đinh Giêsu, nhưng thế giới này được cứu bằng đấng chịu đóng đinh. Được cứu bởi đấng chịu đóng đinh chứ không phải là bởi tay những kẻ đóng đinh Giêsu. Cũng có nghĩa là thế giới này được cứu bằng tình yêu chứ không phải bằng hận thù. Thế giới này được cứu bằng sự tha thứ chứ không phải bằng quyền lực quân sự và kinh tế. Đấy là tin mừng Đức Giêsu. Và đấy cũng là con đường mà Chúa Giêsu soi sáng cho người trẻ chúng ta đi. Cho nên, điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, nếu thực sự đó, mình muốn để cho thánh thể trở thành nguồn nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt thành của mình đó, thì mình phải dám chấp nhận để cho Chúa Giêsu thánh thể chất vấn chính đức tin của mình, lối sống của mình và nhiệt tình tuổi trẻ của mình, và đồng thời đón nhận sự soi sáng của Ngài. Và điểm thứ hai đó là hai môn đệ đi về Emmaus không chỉ chấp nhận để cho lời Chúa chất vấn soi sáng, nhưng mà hai ông đã được đón nhận bánh thánh thể. Các bạn có để ý cái điều này là khi thánh Luca mô tả cái câu chuyện đó, là khi Chúa Giêsu đồng hành với hai ông giải thích Kinh Thánh thì lòng của họ bừng bừng cháy. Nhưng mà đã nhận ra Chúa chưa? Chưa. Và đã quay lại Jerusalem chưa? À, cũng chưa. Chỉ mãi đến khi mà đồng bàn với người khách đó, người khách đó cầm tấm bánh chúc tụng tạ ơn, bẻ ra, những cái cử chỉ làm cho chúng ta nhớ đến bí tích thánh thể. Chỉ đến lúc đó thì hai ông mới nhận ra Ngài, và ngay sau đó lên đường trở về Jerusalem loan báo tin mừng. Cho nên các ông đón nhận thánh thể làm sức mạnh cho đức tin của mình, cho nhiệt tình của mình. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy thôi. Có một thực tế mà tôi nghĩ là các bạn cũng kinh nghiệm như tôi thôi. Nói ra ngay là không phải là mình không thấy đâu là việc tốt phải làm, đâu là việc xấu mình phải tránh. Thấy chứ, phải không? Nhiều khi thấy rõ như ban ngày chứ. Nhưng mà khổ cái là mình không có làm được. Thấy rõ vậy đó mà không có làm được.
Ai mà không kinh nghiệm được cái nỗi khó khăn này thì người đó là có ơn đặc biệt quá. Chứ còn như tôi là tôi kinh nghiệm rõ lắm. Thấy cái điều tốt nhưng mà không có làm được. Mà tôi nghĩ cái nỗi khó khăn này nó có thể đến từ hai phía. Cá nhân mỗi người chúng ta và cái môi trường xã hội ta đang sống. Mỗi một người trong đời sống riêng của mình đều cảm nhận một cái sự giằng co sâu xé ngay trong chính tâm hồn mình, chứ không phải ở đâu xa. Ngay trong chính tâm hồn mình. Tôi hay nhắc lại với các bạn trẻ cái lời cầu nguyện của Thánh Augustino lắm. Bởi vì tôi thấy lời cầu nguyện nó hay lắm. Rất đơn sơ mà rất sâu sắc. Rất thực tế mà sống động. Nghe Augustino lúc còn trẻ đó, trời ơi, ăn chơi cũng vào loại khá đấy. Nếu mà nói cho nó đúng lịch sử thì đâu chừng mới có 16, 17 tuổi là đã bồ bịch với cái bà nào ấy rồi. Rồi lại có con riêng với người ta đấy. Rồi mà cũng biết là cái chuyện đó nó sai, chứ không phải là không biết. Nhưng mà thoát ra không được. Rồi Ngài ghi lại lúc đó là Ngài cầu nguyện với Chúa là: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, nhưng từ từ thôi. Lạy Chúa, tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, nhưng mà từ từ thôi. Thế các bạn có gặp được chính khuôn mặt của các bạn ở trong cái lời cầu nguyện đâu? Mình không cầu nguyện hết lòng đâu. Một đàn đó thì mình biết là: Lạy Chúa, con biết thế này là sai, xin Chúa ban cho con đức khiết tịnh, con sống thanh khiết, tâm hồn con bình an, hạnh phúc hơn. Nhưng một đằng khác đó, thì mình không nói ra miệng, nhưng mà cứ từ từ thôi Chúa ạ. Chúa mà ban ngay bây giờ thì tiếc chết đi được, mất nửa đời người. Tiếc quá, đáng hấp dẫn quá. Thánh Augustino đấy nha, nổi tiếng ở trong lịch sử giáo hội đấy, cầu nguyện như vậy. Nó diễn tả cái sự giằng co nội tâm, cái sự giằng co nó đi cả vào trong lời cầu nguyện cơ mà. Cho nên một lần nữa có thể nhắc lại với các bạn, đức tin của chúng ta không phải là một thứ ân huệ rẻ tiền đâu. Một thứ ân huệ đắt giá đấy. Và để sống cái đức tin đó, nhiều khi mình phải vật lộn với Chúa đấy. Nói đánh nhau thì nó hơi quá, nhưng mà vật lộn với Chúa đấy. Bởi vì Chúa thì mời một đằng, mà mình thì muốn một đằng. Cho nên là phải vật lộn với Chúa đấy. Nhưng mà thôi, xin để cho Chúa thắng thì tốt hơn. Nhưng mình mà thắng thì nguy. Cho nên cái nỗi khó khăn trước hết là nó đến từ chính mỗi người. Cái sự giằng co sâu xé trong chính tâm hồn chúng ta. Ta thiên về những điều xấu, không dễ để thực hiện những điều tốt, những điều thiện. Rồi cái nỗi khó khăn đó nó lại lớn hơn nữa là bởi vì do cái môi trường xã hội mà mình sống. Nói gì thì nói, ta sống luôn luôn là sống trong một môi trường xã hội cụ thể. Mà bây giờ trong cái môi trường đó, người ta sống như vậy đấy, người ta ứng xử như vậy đấy. Mình sống ngược lại không dễ đâu. Tôi có gì sống ở bên Mỹ mấy năm, đi đến thăm gia đình, nhiều gia đình Việt Nam các bạn biết đấy, sống ở bên Mỹ. Và tôi thấy rất rõ một điều đó là các trẻ em Việt Nam, thiếu niên Việt Nam bây giờ bên Mỹ, nó không nói được tiếng Việt. Hay là nó có nói được thì nói như Mỹ nói vậy. Mà không đọc được, không viết được. Cho nên là mới có những cái cảnh mà nó hơi đặc biệt đó là có ông bố thì căn dặn con cái là: Đấy, hôm nay có khách đến, con ra con chào hỏi đàng hoàng. Có ba cha đến thăm gia đình nhé. Gọi nó ra nó chào, nó đứng một lúc và nó hỏi: Thưa bố, thế con chào thằng nào trước bây giờ? Ba thằng cơ mà. Rồi giải tội cho thiếu nhi.
nó xin tội, nó cố gắng nó viết tiếng Việt để nó đọc. Nhưng mà rồi đến lúc mà đọc xong cái bản đó rồi mà muốn hỏi cái gì đó, thưa cha, thế con nói tiếng Anh có được không? Không nói được. Nhưng mà cái điều đó muốn nói với các bạn thế này này, cái môi trường, cái mà mình gọi là tiếng mẹ đẻ đó, không có nghĩa là mẹ Việt Nam thì đẻ con ra là nói tiếng Việt Nam. Rõ ràng là mẹ Việt Nam da vàng mũi tẹt, đẻ con ra tình nói tiếng Mỹ. Bởi vì nó sống ở trong cái môi trường, bạn bè của nó, trường học của nó sử dụng cái ngôn ngữ đó, thì nó nói cái ngôn ngữ đó, thế thôi. Xin lấy cái ví dụ đó để chúng ta minh họa rằng trong đời sống đức tin, mình được mời gọi để sống những giá trị tin mừng, nhưng mà trong môi trường xã hội người ta lại đi theo một cái hướng khác, thì rất khó để sống những giá trị tin mừng đó. Những khó khăn đến từ chính nội tâm ta, những khó khăn đến từ môi trường xã hội, nó cộng lại làm cho nỗi khó khăn đó càng lúc càng lớn. Nếu mình muốn sống đức tin và sống cái nhiệt tình của người trẻ Kitô hữu, nhưng chính lúc đó, thưa các bạn, ta mới cảm nhận được sự cần thiết của Thánh Thể Chúa Giêsu là sức sống, là lương thực, là nguồn sức mạnh cho mình, mà mình cần phải đến để đón lấy, để uống lấy, để ăn lấy, để đón nhận cái sức mạnh đó, có thể sống đức tin và nhiệt tình đúng hướng như là Chúa Giêsu mời gọi. Thì đúc kết lại, tôi đã nói ngay từ đầu, hôm nay tôi không có ý làm một cái bài lý thuyết về Thánh Thể là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng tôi đặt vấn đề ngược lại với các bạn rằng, làm thế nào để Thánh Thể trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và lòng nhiệt tình của chúng ta? Thánh Thể lúc nào cũng là nguồn nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của chúng ta hết. Vấn đề là mình có đón lấy hay không thôi. Cũng giống như là không khí lúc nào cũng tràn ngập không gian hết, nhưng mà vấn đề là mình có hít thở hay không thôi. Còn nếu mà mình nhất định không hít thở thì amen, thì đóng nắp áo quán, thế thôi. Cho nên Thánh Thể lúc nào cũng là nguồn nuôi dưỡng đức tin và nhiệt tình của tuổi trẻ. Nhưng mà vấn đề là mình có chấp nhận đến với Thánh Thể để Thánh Thể chất vấn lối sống của mình, chất vấn nhiệt tình của mình và soi sáng cuộc đời mình không? Và mình có chấp nhận đón lấy Thánh Thể để làm của ăn và lương thực cho mình hay không? Tùy thuộc chúng ta. Thế đúc kết lại, đó là điều duy nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn chiều hôm nay. Không biết là có thể giúp các bạn được điều gì không, nhưng ít nhất là những gì mà tôi tha thiết trong tâm hồn thì tôi chia sẻ với các bạn, mong các bạn đón nhận. Xin cảm ơn.